Nhóm Mông Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, xin chào. Dạ, cô chú, anh chị và các bạn ơi, thì ngày hôm nay năm chị em tụi con đang có mặt tại bếp ăn tình thương, cũng muốn ngồi xuống để mà chia sẻ một chút xíu cho cô chú, anh chị và các bạn được biết rõ hơn về kênh Thôn Nữ Miền Tây cũng như là những cái dự định sắp tới của mấy chị em. Thì ngày hôm nay ngồi ở đây, năm chị em rất là vui mừng và hạnh phúc, đồng thời song song đó thì cũng khá là buồn luôn, do là kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện mà trước đây đó, cách vài tháng thì con đã từng chia sẻ là sẽ đăng những cái clip thiện nguyện mà mấy chị em tụi con đi làm qua kênh đó. Nhưng không may cô chú thì kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện hiện tại nó đã bị khóa rồi. Mấy chị em cũng đã tìm cách để mà sửa chữa cũng như là đăng lại nhưng không có thành công. Thì hiện tại là kênh đó thì đã bị khóa hoàn toàn. Bây giờ thì mấy chị em cũng ngồi bàn bạc với nhau. Hôm nay thì muốn lên đây để mà cho cô chú, anh chị và các bạn được biết rõ hơn. Thì sắp tới nhóm Thôn Nữ Miền Tây sẽ ra thêm một kênh nữa, được mang tên là kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện. Dạ, và kênh cũ thì đã bị khóa cho nên là mình sẽ không có sử dụng được nữa. Cũng như là sắp tới tất cả những cái video thiện nguyện mà trước đó mấy chị em tụi con đã đăng bên kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện thì sẽ chuyển dần qua cái kênh mới này để cho cô chú, anh chị và các bạn được xem rõ hơn cũng như là được ủng hộ hơn cho mấy chị em tụi con nha. Dạ, bây giờ mình cho một tràng vỗ tay trước đi chị em. Dạ. Cô chú, anh chị và các bạn ơi, thì ngày hôm nay trước mắt thì con mấy chị em tụi con cũng muốn chia sẻ một chút xíu về kênh Thôn Nữ Miền Tây. Thì cũng đã làm được gần 6 năm trời rồi, trải qua rất là nhiều gian nan vất vả cũng như đó là sự hạnh phúc, sự vui mừng khi mà lúc nào thì mấy chị em cũng đoàn kết rồi gặp được thêm rất là nhiều cô chú, anh chị và các bạn nè, ở xóm nè, rồi tất cả mọi người ở khắp mọi nơi nữa, ai cũng yêu thương và ai cũng giúp đỡ mấy chị em để mà kênh thì có được một cái lượng người theo dõi cũng như là lượt xem cũng khá là đông như ngày hôm nay. Dạ, thì trải qua rất là nhiều thứ mà ngày hôm nay thì có được thêm một kênh nữa thì mấy chị em tụi con cũng rất là mừng vì điều đó. Bây giờ thì gác lại những cái chuyện buồn vì kênh bị khóa, thì sắp tới mấy chị em tụi con sẽ làm lại một cái kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện để cho cô chú, anh chị và các bạn được xem rõ hơn về cái quá trình mấy chị em tụi con đi thiện nguyện nè, giúp đỡ rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là những cái dự định sắp tới của chị An á, thì sẽ đánh mạnh hơn về cái vấn đề là cầu đường, những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là những cái ngôi nhà tình thương, thì mấy chị em tụi con sẽ đánh mạnh về những cái vấn đề đó. Tại vì hiện tại là cầu đường rất là quan trọng luôn cô chú ơi, sau khi mà được cấp những cây cầu 600 nè, rồi cầu Kinh Tư và rồi gần đây nhất là cây cầu Ông Quỳnh nữa, thì thấy bà con ai cũng vui mừng và hạnh phúc và đi qua đi lại an toàn, cứu được rất là nhiều người. Cho nên là sắp tới thì mấy chị em tụi con cũng sẽ đánh mạnh hơn, rồi có được những cái căn nhà tình thương, ngoài ra thì còn giúp đỡ thêm cho các em học sinh, rồi những cái người nghèo, những người bị bệnh nữa. Thì sắp tới thì tụi con sẽ chuyển hết lên trên kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện nha. Dạ, còn về kênh Thôn Nữ Miền Tây thì chủ yếu thì mấy chị em tụi con sẽ làm về cuộc sống, giống như là đi đánh bắt cá nè, rồi bắt cua, rồi đi làm những cái clip xung quanh cuộc sống hàng ngày của mấy chị em tụi con, đi buôn bán nữa. Mong là cô chú, anh chị và các bạn sẽ ủng hộ hết mình cho nhóm Thôn Nữ Miền Tây nha. Mình cho nhà rửa tay nữa, chắc nhờ chị Nhàn đi lấy giúp em cái điện thoại ở phía trong nha. Dạ, hiện tại thì mình sẽ có được kênh Thôn Nữ Miền Tây nè, rồi kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện mới hoàn toàn nữa, thì không biết là cảm xúc lúc này của mấy chị em á mình thấy như thế nào. Đầu tiên chắc là nhường cho trưởng nhóm trước đi ha, cho chị em mình rửa tay. Ngồi đây cùng với gia đình Thôn Nữ Miền Tây cũng có những cái nỗi buồn và niềm vui ngày hôm nay. Thì thật sự là kênh thì bị khóa rồi thì mấy chị em con thật sự cũng rất là buồn luôn. Nhưng mà mình sẽ càng có động lực hơn trong những lúc mình khó khăn. Thì mấy chị em con cũng quyết định là làm lại cái kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện. Thì kênh này thì chính thức thì mấy chị em con sẽ dần dần chuyển những cái video thiện nguyện sang hẳn luôn là kênh Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện, thì sẽ chia ra làm hai kênh song hành, một kênh là Thôn Nữ Miền Tây là nhóm chúng con là làm về cuộc sống, và một kênh là Thôn Nữ Miền Tây thiện nguyện
thì nhóm chúng con sẽ chuyên về làm về công tác thiện nguyện để giúp cho xã hội. Thì con rất là mong cô chú anh chị và các bạn luôn luôn đồng hành và yêu thương nhóm con rất là nhiều, lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh, cũng là nguồn động lực, nguồn cổ vũ rất là lớn cho mấy chị em con. Thì hy vọng con sang một cái trang mới, sang một cái kênh mới, thì cô chú luôn ủng hộ, like và đăng ký kênh cho mấy chị em con. Đây cũng là một cái động lực rất là lớn nhằm tiếp sức sự mạnh mẽ, sự đồng kết của nhóm thanh niên miền Tây chúng con. Con chân thành cảm ơn. Chị Ba. Dạ thì con cũng cảm ơn các quý mạnh thường quân và cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng nhóm phụ nữ miền Tây và ủng hộ nhóm phụ nữ miền Tây 6 năm qua. Thì con hôm nay thì hay tin mấy chị em chúng mà bàn bạc đã mở ra một lập ra một cái kênh là nhóm phụ nữ miền Tây thiện nguyện, thì con cũng rất là vui. Cũng mong rằng các cô chú và các quý mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ kênh mới của mấy chị em con để mấy chị em con có động lực để đi giúp bà con khó khăn, để giúp cho xã hội. Cảm ơn các quý mạnh thường quân rất nhiều ạ. Dạ, ngày hôm nay khi mà mấy chị em tụi con ngồi ở đây để mà thông báo đến quý cô chú anh chị cũng như là các bạn gần xa cái kênh Thông Nữ Miền Tây Thiện Nguyện ấy, thì mấy chị em thật sự rất là vui luôn. Cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ được sự ủng hộ cũng như là sự yêu thương của quý mạnh thường quân và các cô chú gần xa để mà kênh của chúng con tuy là mới thành lập nhưng mà sẽ được mau chóng nhiều người biết đến nè, và có thể chia sẻ được những cái tình cảm yêu thương của các cô chú gần xa đến với những hoàn cảnh khó khăn, những cái hoàn cảnh cần những cái sự giúp đỡ. Thì hy vọng là cái trang mới này sẽ đưa chúng con cũng như là các cô chú đến với những cái hoàn cảnh khó khăn, rồi mình sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn ạ. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Dạ thì con cũng xin kính chúc cho các cô chú, anh chị và các bạn cùng với các quý mạnh thường quân sẽ có thật là nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thì sắp tới mấy chị em sẽ chuyển những cái video clip làm từ thiện thay mặt cho mạnh thường quân qua cái kênh Thôn Nữ Miền Tây Thiện Nguyện. Thì trong quá trình làm thì chắc chắn là mấy chị em cũng sẽ có những cái vấn đề chưa thật sự là hiểu lắm, cũng sẽ có những cái sai sót. Thì con cũng hy vọng là sẽ nhận được những cái lời khuyên cũng như là góp ý đến từ cô chú anh chị và các bạn cũng như là các quý mạnh thường quân sẽ hỗ trợ cho mấy chị em dạ, đóng góp ý kiến để mà mấy chị em hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới. Ở đây thì con xin phép được cho cô chú anh chị và các bạn xem kênh Thôn Nữ Miền Tây Thiện Nguyện. Thì Carmen trước đây cũng như là chị An cũng đã đăng trước một cái clip là chú Nghiệp và cô Dung giúp đỡ mua 55 kg rau quả là cô chú ở phía trên nè. Và trên đây thì chỉ mới có 3 clip thôi, từ từ thì mấy chị em tụi con sẽ chuyển dần mấy cái clip từ thiện lên trên kênh Thôn Nữ Miền Tây Thiện Nguyện, cũng như là sẽ đưa cái đường dẫn để mà cho cô chú anh chị các bạn được xem rõ hơn. Một lần nữa thì con rất rất là cảm ơn cũng như là cảm động về tấm lòng yêu thương mà các cô chú chị Mạnh Thường Quân cũng như là các cô chú anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và giúp đỡ cho nhóm mấy chị em tụi con để được hoàn thiện như ngày hôm nay. Thì mấy chị em luôn nhận cũng như là sẽ tiếp thu những cái ý kiến đến từ cô chú anh chị và các bạn để mà cho kênh Thôn Nữ Miền Tây và kênh Thôn Nữ Miền Tây Thiện Nguyện một ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Thì lúc nào mà cô chú anh chị và các bạn yêu thương và ủng hộ thì lúc đó mấy chị em tụi con sẽ mãi còn hoạt động và sẽ cố gắng hết mình trong thời gian sắp tới. Một lần nữa thì kính chúc cho các cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ thì cho năm chị em tụi con xin chào và hẹn gặp lại.